Linh tái xuất, hé lộ không còn mặn mà với game show, khẳng định đi diễn không vì cát xê. Không chỉ gây ấn tượng vì ngoại hình hiện tại, Hòa Linh còn thẳng thắn chia sẻ về kế hoạch hoạt động nghệ thuật trong tương lai của mình. Mới đây, danh hài Hòa Linh trở lại tâm điểm khi xuất hiện với vai trò khách mời trong buổi gặp gỡ truyền thông của dự án Đêm của Người Ba do các phường tổ chức. Đã khá lâu rồi không lộ diện, nên lần này nam danh hài khiến công chúng không khỏi bất ngờ vì lộ diện với vẻ ngoài cực kỳ giản dị, chỉ mặc áo thun, đội nón và đeo khẩu trang. Gặp gỡ truyền thông sau khoảng thời gian dài ở ẩn, Hòa Linh khá thoải mái khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại. Nam danh hài thừa nhận mình đã lớn tuổi. Tôi khỏe cũng không khỏe, mà bệnh thì cũng không. Cứ dở dở ương ương vậy thôi, lớn tuổi rồi mà. Đặc biệt cũng nhân dịp này, nam nghệ sĩ giải đáp lý do vì sao từ lâu rồi không tham gia game show, mà hầu như tập trung cho sân khấu hài kịch. Cụ thể Hòa Linh cho biết, tôi nghĩ mình ăn ở có bao nhiêu, cũng cá khô, mắm, cũng có nhà để đi ra đi vô. Việc đi diễn để thỏa đam mê của tôi lúc này, diễn sân khấu không được bao nhiêu tiền, nhưng đổi lại là niềm vui. Các anh em nghệ sĩ quay quần cùng nhau tập kịch, mua cơm hộp ngồi ăn. Đó là điều tôi cần ở hiện tại cho tuổi già đỡ hiu quạnh. Ở độ tuổi hiện tại, nam danh hài không còn phải lo lắng về chuyện nhà cửa, ăn uống, nên thứ mà anh hướng đến là đam mê cống hiến hết mình cho sân khấu. Để phục vụ cho đam mê của mình, Hòa Linh vừa đăng ký học thêm khóa đạo diễn và điều này giúp anh vừa khám phá được bản thân, vừa bù đắp được những thiếu sót mà bao lâu nay không được nhận ra. Anh cũng chăm chỉ cùng ekip lên ý tưởng kịch bản để có được những sản phẩm chỉnh chu nhất. Nói về khó khăn khi mời Hòa Linh tham gia dự án của mình, các phường cho biết, mời anh Hòa Linh vừa khó và không khó. Sở dĩ tôi nói thế vì khi ngỏ lời, tôi cần phải thuyết phục anh ở vấn đề kịch bản, nội dung. Dù giữa chúng tôi thân thiết, nhưng không phải bất cứ điều gì anh cũng nhận lời. Anh Linh luôn muốn mang những điều gì ý nghĩa nhất cho khán giả, trên cả các lý do tiền bạc hay cát xê. Được biết, ngoài Hòa Linh, dự án Đêm của Cười Ba còn quy tụ nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đủ lứa tuổi như nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền, Hòa Linh, Minh Nhí, La Thành, Lạc Hoàng Long, Cẩm Ly, Quốc Đại. Nhớ lại. Right here.